mày giống súng luôn. Giống súng. Ông về Việt Nam rồi, ông ngày kia tưởng con cầm súng sợ hết trời. Trời ơi cái gì vậy, cái gì súng vậy mày. Ông hỏi con mày biết súng võ không? Ông nói biết. Này nó bán gà. Quay đây đâu ai làm đó. Sao vậy?